sẽ chơi một trò mới. Trò này thì nó không phải là Minecraft, mèo chơi một cái trò vô cùng là dễ thương luôn. Đây, cái ông đứng kế bên mèo là ông Red Hood Man đấy. Sẵn đây thì mèo cũng nói với mọi người luôn là cái series Minecraft sinh tồn á, thì mèo cũng đã có nói ở trên clip là mèo sẽ up sang kẻ với Red Hood VN. Cho nên là tập 1 á, thì mèo sẽ up bên channel của mèo, còn tập 2 á, sẽ là bên channel của Red Hood VN. Up sang kẻ nha, mèo thì tập chặt lẻ, còn Red Hood VN sẽ up tập chẵn nha. Ok ok, Red Hood mà trận rồi, vô ra chúng ta sẽ Vô. Cái thiệp này đông lắm nha, bọn nó vô đông lắm á. Trời ơi, mấy cái đầu này luôn hả? Ừ, một đống luôn á. Chắc tôi bị dục xuống trước quá. Ok. Trời ơi, cái gì con già đó. Tôi chạy trước đây, đừng ai đụng vào người tôi hết. Đừng, tôi chạy, ông đang khiêng tôi hết. Đừng có đi, hạ tôi xuống. Hạ xuống trước. Chạy, mình không quan tâm. Đừng đi ra gần đấy. Có cảnh sát kìa, chọn cảnh sát dưới, chọn cảnh sát dưới. Sao tôi khó rồi, thôi coi. Nè, giơ tay lên nè. Nè, mày chỉ chọi thằng mẫu, ông khác dưới nè. Ông khác đúng không? Cảnh sát rất nó. Thế nhìn cái con tôi nó vô dụng hay gì? Tôi đang khiêng áo khoác nè. Tôi không biết mà đang tắm được cái thứ gì luôn á. What the hell? Tôi đang chơi cái trò gì? Đi đây, come on, đi qua đây, đi qua đây, tao kêu mày đi qua đây, chặt cái đầu nó hôn. Tôi đang khiêng lên nè, là mèo bay dưới luôn. Tôi đang khiêng nó đi nè. Đánh nó mèo, cho nó xỉu mèo. Ừ, đấm vô mặt á. Rồi, nó sẽ có thả nó xuống nè. Ê, nó nhảy vô. Đập nó, ê, đừng có đập vô mặt tôi. Kìa, khiêng nó xíu. Nhầm người. Nó xíu rồi kìa. Đang khiêng ở đây. Mày á, ê, ông khiêng tôi đó. Nè, mèo ơi. Mày. Khiêng. Hai người, ông lao lại, nhảy lên. Rồi xong. Hai người hại nó, mà nó giờ tới hại luôn hai người luôn rồi. What the hell? Chết rồi. Nay con đi học hả? Ok. Coi người gì ạ? Tại sao mà lại dục nó, mà ông dục nó kiểu gì mà nó sẽ tới dục mình xuống vậy? Sao biết được, tự nhiên. Coi khủng long như công an quấy lộn mà. Công an có cái dù cui mà đó. Công an có cái dù cui, không phải. Nó kì sửa điện. Sửa điện, anh thợ sửa ống nước. Đập được. Rồi dùng khủng long. Chết khủng long. Ai còn biết. Cho bút cua. Ông ấy còn đu kìa. Cho bút cua. Sao quá còn đu lên kìa, bớt ra không? Ông già còn đu ha. Ờ, rồi. Già ghê quá à. Tay giác đang giật. Rồi, cái tội đó mà áo tròn. Rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Đấm, dùng. Kìa nắm áo nó đấm vô mặt. Rồi, đấm. Đấm, đẩy tay. Tay giác không nhỉ? Rồi, tới ông già rồi, tiêu ông già rồi. Ông già. Ôi, ông không, ông già dữ nha. Ủa, ông già ghê. Ông già biết chơi, ông già biết chơi á. Hay, ông già quýnh võ quá dữ. Đá đi à. Ủa, sao đá được hay vậy? Mình dùng chuột nhưng ta dùng tay cầm không ơi. Rồi, đấm vô, chết già, quýnh ông già xíu. Rồi, xong luôn rồi. Chọn ông già. Goodbye, my friend. Không, ông già còn gần lắm, già gần lắm. Giật tay nè. Cái trò này chơi tiếp mày. Ok. Mai chị có đi học em. Rồi, già xíu. Ê, cái con sữa uống nước này giữ vậy. Ôi, rồi, chọn già. Rồi, tiêu rồi. Giá quậy. Thả tao ra. Ủa, đấm vô đầu nó lia lịa. Rồi, giá thành sữa. Đấm vô đầu lia rồi, xỉu anh sữa nước rồi. Ôi, giá trội luôn kìa. Ôi. Giá mạnh đi. Đập nó xuống. Ôi, chết rồi, từ từ nó tỉnh rồi. Trận này tôi nghi quề, em có nghi gì không? Không biết nữa. Thằng già nguy hiểm à. Đấy, thấy già chứ đừng có nghĩ sức ông còn trẻ. Rồi, tiêu ông già. Rất nóng già luôn. Quýnh già rất nóng. Ờ, quýnh rất lâu già. Chưa rất mất kiến đâu là mai đấy. Ôi trời. Ủa, đắp. Ôi, hai người này ngang tài, ngang sức quá à. Cái gì mà đánh nhau dữ vậy trời. Tiếp tục đi nào, già gần. Ông ủa, già. Nó nắm râu ông già. Già, ông có thể thắng mà, cố lên. Tôi theo phe công an á. Già chóng mặt quá trời luôn. Rồi, tao xỉu. Già tôi sẽ thắng. Nắm đít kìa, nắm áo tròn. Giúp đi. Nắm đít đi, nó bây giờ. Cố lên, già. Dùng rồi. Ôi, kia nhảy vô rồi. Rồi, xỉu. Xỉu nữa. Tại nó đang có mất kiến, nó không thấy đường. Rồi luôn. Cú này tiêu rồi. Rồi luôn, tiêu rồi, tiêu rồi. Bye. Nhảy vô. Nhảy vô. Rồi luôn. Giả bắn, giả bắn. Già dữ. Dạ được sao rồi kìa. Ê, trận này tôi thắng không? Giờ trận này tôi thắng tiếp cho coi nè. Ok. Tôi đâu ta? Tôi đang nhỉ? À hay là thấy mình nè, tôi thấy mình nè. Cái trò này khó rồi, đừng dùng tê giác xuống phụ tôi nè. Tê giác thôi, ai làm gì làm đi, da bỏ ra.
vòng vòng cảnh sát xuống với tôi. Cái thằng mèo nó nắm cảnh sát là vậy, mèo bị ngu cái gì vậy? Hả? Đâu có, tôi đâu có nắm ai đâu. Kệ con mèo đang phụ tôi gậy cảnh sát kìa. Trời ơi. Tôi đập con mèo vô. Đập con mèo đi. Để tôi. Sao con mèo này bảo vệ cảnh sát cái gì á? Không biết định hướng cái đường nào hết trơn luôn, khó khăn. Đấm rồi đấm vô mặt tôi luôn đi. Quánh rớt tôi giả tôi. Tôi đang đánh con mèo. Đấy đấm thằng chính giữa cho nó xẻo đi. Đấm gì chiều chính giữa. Thằng đó mất dạy đá tôi kìa. Đấm nó. Mày á. Đấm cho nó. Rồi. Mối tình tay ba luôn rồi, tay bốn. Kiểu như anh ấy thuộc về tao. Không, anh ấy là của tao. Ấy con khủng long nó đánh tôi. Dạ tôi đang kẹt cái mối tình tay ba rồi. Đang kẹt đây ba. Rồi dục nó xuống, dục nó xuống. Sao dục được? Khủng long, mày kiếm chuyện. Mày kiếm chuyện cho khủng long. Mày kiếm chuyện à. Tôi ước gì tôi có một cái tay cầm ở đây đó. Tôi có thể đập con khủng long. Thằng này nó chơi tôi. Cứu chơi. Cứu cho. Cứu tôi chơi. Kẻ thằng luôn. Ê, buông ra. Trời ơi, nó heo quinh tôi như con heo vậy nè. Buông tim tôi ra. Tôi cũng không làm được gì. Nó khiên tôi như con heo vậy. Trời ơi. Thả tôi ra. Trời ơi. Cứu tôi với. Trời ơi, một bay vô nó dồn tôi dưới kìa. Cứu với. Trời ơi, đời gì khổ vậy. Trời ơi. Sao một bay dọc rồi luôn. Rồi. Ôi. Đẹp vô mèo ơi. Ôi. Trời ơi, một bay nó dồn tôi xuống dưới luôn. Tôi lỗi nha, tôi cười đau bụng, tôi không thể làm được gì. Tìm tôi phế quá. Ông già quýnh tôi. Ông. Mày. Ủa cái ông già này quýnh ghê thiệt luôn á. Ê phụ tức đi ra đây đi. What the hell? Mày à. Hút ông còn đó không hút, ông chỉ tôi cách đánh rồi hút. Ê ông già còn đu à. Đây. Đập ông già xuống. Đập ông già xuống. Đá nó xuống. Tôi không biết nó đá lúc nào hết trơn á. Đi lại cho nó đấm vô cái tay nó. Đứng dậy đấm vô cái tay nó mèo. Ê tôi khiên. Bấm chụp đè hai chuột luôn. Chụp vô thằng nào đè hai chuột á. Ừ, chụp vô đầu nó lại. Cấu vô đầu đó. Cho nó giục xuống. Cấu vô đầu đó. Cứu tôi. Cấu cái đầu đó. Đâu tôi kìa. No. Dễ thương. Chạy đi gấu ơi. Đâu quên tôi. Nó đang bắn tôi. Chạy đi gấu ơi. Gấu ơi chụp đó. Rồi khủng long chết rồi. Khủng long chết trên sàn luôn. Nãy ôm khủng long. Ê khủng long với nó là tim á. Có thể vậy. Rồi vô tiếp. Hút rảnh không hút. Làm gì? Tôi ước gì tôi có thể chơi tay cầm mới trò này. Tôi chơi tay cầm được chứ tôi không có chơi bằng phím được. Khó khăn ghê. Bắn con mèo xuống với tôi nè. Ôi đây hai ba thằng là gì. Tay tôi cầm già, tay tôi cầm con mèo. Okay. Tôi cầm tùm lum người. Rồi mèo cầm tôi luôn rồi. Có muốn xuống không nào? Lực sĩ mèo. Có muốn xuống không nào các em? Xuống mèo cứ xuống. Tôi thả nó xuống. Rồi rồi rồi. Chết rồi. Ok. Con mèo nó nắm. Đấm vô mặt. Mày nắm. Ê con mèo nó nhảy vô lại được rồi kìa. Mèo. Ê tôi cứu mày cho. Mèo, buông ra. Mày buông ra. Buông cái chân. Tôi đang quấn lộn tầm ngâm đây luôn nè. Cứu tôi đi. Tôi đang cứu nè. Ơi. Buông ra. Go. Tôi chụp nó lại cho. Tôi nắm cổ lại. Tại sao bây giờ các bạn lại buông vô một mình tôi thế? Hồi nãy nó buông vô mình tôi, giờ buông vô mèo. Tại sao lại buông vô tôi làm thế làm chi? Đứng đó đi, từ từ tôi đang lại. Ê anh này có điều khiển quá. Đây. Sao mèo đứng khiêu vũ với nó hoài vậy? Rồi xong. Tôi nắm mèo lại rồi nè. Tôi nắm mèo lại rồi. Yên tâm rồi. Đánh nè. Ok. Đánh nó đi. Tại tôi đang đánh nó. Ủa thằng xanh nó thề nó giết được tôi á. Cứu tôi đi. Ok, để tôi lôi mèo đi chỗ khác. Để tôi lôi mèo đi chỗ khác. Nó ghẹo lại tôi. Lôi. Mẹ nhắn ship vô cho ai. Đưa nó lên. Mẹ quay người lại được không? Không được. Rồi tôi cầm mèo. Thả xuống. Thả xuống rồi đó. Con mèo đánh mày. Coi chừng mèo đang nắm ta đó. Ê, để tôi gậy mèo lại cho. Cứu. Rồi. Mèo đừng có dậy nữa, dậy cho tôi với mèo con dưới luôn á. Rồi, nắm con mèo lại nè. Ê, sao mèo cầm tôi. Ê, phản bội. Không biết. Này, cầm con mèo này nè. Tôi cầm lại nghe bạn. Ông già, đứng ông già quan tâm tới ai luôn. Ê, ông già chơi không? Tôi ông chơi nè ông già. Tôi đấm con mèo nè, ông đấm. Con mèo nó xem. Rồi, chết mẹ nó rồi. Dứt đó. Mèo, khiêng cái chân nó lên mèo. Từ từ. Khiêng cái chân nó lên. Từ từ.
khiên lên, khiên lên. Ừ, mèo nhắn xếp khiên tôi luôn đi. Khiên lên tôi đu nó luôn. Rồi, à, xong, con mèo. Nhảy. Con mèo nhảy kìa. Mày biết khiên con mèo không? Đấm vô đít á. Ừ, đấm vô đít á. Ừ, dục dục á. Đấm đấm vô mặt nó lê lẹ luôn hả? Đấm đấm nó. Mày mày rồi. Ok. Ê, nó đấm lên cái chân của tao. Kỹ lên rồi. Dạ đứng nhảy nha, giết đó, giết dạ nè mèo. Giết dạ luôn. Giết dạ nè, dạ nè, dạ nè, đưa đưa dạ dưới mèo. Tao sao chụp công an. Tôi không biết, công an nó chụp tôi trước. Buông tôi xuống. Buông xuống. Tôi đang giết dạ đây nè. Buông ra, buông ra. Buông ra chưa? Buông ra chưa? Buông ra. Thôi tôi giết dạ rồi, để tôi đợi giết công an với mèo luôn. Giết công an nhanh. Thế nó đập tôi. Rồi rồi, nắm đầu nó rồi. Mày công an. Mày công an. Ấy. Gậy gậy mèo lại, gậy mèo lại. Thôi cứ gậy được rồi. Ok, okay. Tôi gậy cái chân đó. Phụ tôi. Okay, đây di chuyển. Khó quá. Năm nay nè. Đập vô đầu tôi kìa. Nhanh lên. Rồi. Khi khi. Đập. Rồi sao đấm mèo đây. Đến dậy từ đây chụp áo tròn là lẹ lên. Vô đây. Đi qua đây. Vô đây. Đang chụp nè. Tôi muốn cái con của tôi nó chụp. Ủa lấy cái đầu nó thụt tôi lê lẹ nè, đấm vô bụng. Đấm vô bụng đó. Ừ đấm đó. Đấm lê lẹ vô bụng nó luôn. Trời ơi, nó đi lùi của Michael Jackson luôn kìa. Trời ơi, sao đi ra sau lưng tôi chi vậy? Tôi không biết. Ok, để tôi lòi nó đi chỗ góc nè, góc nè, dễ vậy, vậy chứ hành nó nè. Rồi, xong. Góc đi. Đấm vô bụng nó nè mèo. Từ. Đấm vô bụng nó, tôi dở cái bụng lên. Đây. Đấm vô bụng nó. Trời ơi, mà hồi nó đè nó hiếp tôi bây giờ. Tôi đang đi đâu tôi không biết. Đấm vô đít nó. Ừ. Giật nó. Ui xuống đi xuống. Ủa nó giật tôi à. Đấm nó đi. Chụp nó cũng được. Làm gì nó đi. Im lặng đi đừng có hối tôi. Tôi phải. Để tôi bình tĩnh à. Rồi luôn. Hai người đè. Rồi xong. Giật ra. Nó khiêng tôi kìa. Ai. Rồi. Đấm vô tay đó. Đấm. Rồi thắng rồi. Ok, giơ tay lên, mình tim mình giơ lên cho khán giả được thấy rồi. Giơ lô. Nhảy mèo. Giơ cái tay bên phải, giơ cái tay bên trái. Giơ lên cả hai tay. Từ, lại. Đứng đây nè. Giơ tay nào trước? Giơ cái tay phải trước. Tôi đang đi đâu vậy? Quê. Quách tôi đạp vô mặt tôi. Win. Ủa sao tôi không có sao? Ai biết đâu. Cái cục cố ông tán vô mặt tôi một cái rồi mới thắng á. Có lẽ là vậy. Em vãi. Dứt cảnh sát này vừa vô chụp cổ cảnh sát. Dứt okay. Nó buồn rồi. Chụp kiểu này đó làm gì được. Để em tôi còn làm việc. Đây. Trời mèo chụp. Rồi để hạ cảnh sát đi. Biết tôi đang chụp khủng long. Ê, cảnh sát nó thầy nó chơi tôi lại nè. Cô. Tôi rớt sàn. Khủng long nó dắt tôi rớt sàn rồi. Ai ơi. Hai ba. Đấm. Vậy. Rồi mày nằm đóng. Đi. Dứt mèo, dứt mèo. Dứt tay giác à. Dụng xuống. Chọc tôi kìa, dụng xuống. Rồi tay giác khinh ngược lại tôi. Ai, ai hay thật nó khinh tôi luôn. Thằng nó khinh không á. Để tôi đấm vô mặt tay giác rồi. Mày. Con mèo còn con mèo nó vòng vòng cái miếng. Đấy á. Đấm mẹ. Ok. Mày ở mèo. Chụp lần lần rồi. Ờ dụng lần. Ôi, có cái trận chiến gì đâu mà nghe nhức đầu á. Ôi, tao giọng đó. Mày. Ai không tao giác tao hầu tôi. No. Nó đập đầu. Nó đập đầu đó. Vậy, để tôi đừng đang vậy. Mày. Cái con lông đang thụ kìa. Nó đẹp quá, tôi thích. Hồi nó đem vũ trang mà các kiểu là điểu. Con mèo này tôi sẽ cho nó chết. Ê, già, trời ơi, già ơi, đi nè. Cẩn thận ông già. Già ơi, đi nè, đi với tao nè, già ơi. Già gâm chứ dữ dằn, cẩn thận ông già nè. Tôi chụp ông già nữa, chụp váy ông già nữa. Giúp. Dạ ơi, chết già. Ok, để chụp mèo. Chết con, đỡ con. Ê, con, dùng luôn hai con luôn. Gậy, nhảy lên. Ừ, nhảy lên. Ê, con nhảy, cái trời ơi, vậy sao chết. Nhảy vô lại. Ok, tôi đã trả lại với chiến trường rồi. Khủng long tỉnh rồi, ngồi rồi. Dùng xuống. Không dùng được. Ok, để tôi cố gắng lên lại. Tại giác nè, nãy giờ mày chơi tao rồi. Ôi, chết mẹ, tại giác nó khiên. Đi vô. Bỏ ra tại giác. Ủa, tại giác tính giết hai người luôn à. Hai tay hai con ha. Bắt cá hai tay. Rồi, tại giác cho nó chết. Đá nó xuống. Rồi, chụp, tôi đang chụp thằng nào vậy? Ông đang đu cái dây gì đúng không? Rồi, xong, đi. Trời ơi.
Trời ơi, ai nó chụp lên đít tôi. À, luôn. Nó chụp ngược vậy sao chơi? Đu chết. Đu cái đu. Nó chụp ngay cái đít rồi sao mà đu? Ai kêu đi chu đít lên rồi chứ cho tao chụp đít. Trời ơi, bây giờ chơi mà la khác tiếng luôn rồi. Chỗ này không biết ngày mai mày có thể quay clip được không nữa. Ở cái trò này tiếu phải. Rồi con mèo nó đu. Con mèo nó đu. Ôi cơ con mèo nó đu kìa. Rồi tiêu rồi. Mèo đeo lên được rồi. Ôi con mèo cho dữ vậy chứ. Mấy con này kiểu như cái dạng nó bà rồ hay sao á. Nó chơi bằng tay cầm hay gì á. Ừ. Trò này tôi chơi bằng tay cầm thì cũng bét chứ bộ. Rồi xong xỉu anh sửa. Chết mèo bằng mèo luôn. Chết mèo. Rồi xong rồi. Rồi anh công an bị đạp tức kìa. Đại hạt đạp công an. Hai thằng ngu quá chưa gì hết. Lo giật nhau rồi. Hôm nay chưa té mà. Dùng nó xuống à. Ui nó biết giục luôn kìa. Ủa hàng gì? Chơi tim. Chơi tim hả? Ừ. Hàng gì đó xin. Thực ra tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và buổi sáng đi học cũng vui vẻ luôn. Một tuần làm việc thiệt là hiệu quả nha. Ok, bye bye mọi người. Tối ngủ ngon nha.